Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với nhà phân phối vỏ sùng Cano Bobo Composite Trung Tính. Em là Miss Tích Trinh, thì hôm nay là một buổi trưa của ngày 11 tháng 5 năm 2023, là có một chú khách ở gần cửa hàng đến tặng cửa hàng để ủng hộ Trung Tính Composite nguyên trọn bộ máy Hinota đến từ mã lực là 13 mã lực ở cốt xéo các anh chị. Và sau đây là sẽ là quá trình thử máy gửi đến cho chú khách bên em để anh chị mình có thể là tham khảo tiếng máy và đồng thời là những hình ảnh thiết thực nhất. Chút xíu nữa sẽ là lấy ra những cái dàn láp, đồng thời là gáp vào bố đạn. Và đối với cái máy ngày hôm nay, chú sử dụng cho chiếc vỏ lãi với kích thước là 8m5, nên chiều cao của nó là mình sử dụng là dàn láp là tầm khoảng là 2m3 là sẽ là ổn định hết các anh chị. Còn những anh chị mà mình chở hàng ít, cái chiếc vỏ lãi của mình nó là không có khẩm nhiều, nó nổi nhiều các anh chị, thì lúc này anh chị mình nên sử dụng là dàn láp 2m5. Thì tầm khoảng 2m3 đến 2m5 tùy từng vào nhu cầu mục đích sử dụng của anh chị mình, có thể là đưa ra một cái kích thước phù hợp với nhu cầu đi lại của bên mình hết các anh chị. Hoặc là anh chị mình có thể là gọi vào số điện thoại ở trên màn hình của em, bộ phận tư vấn sẽ là cùng anh chị chọn ra một cái dàn láp phù hợp nhất với nhu cầu đi lại của bên mình luôn. Và sau đây là quá trình giật máy nghe tiếng máy các anh chị. Mới vừa châm xăng và châm nhớt vô thì mình đầu tiên mình sẽ giật vài cái để cho cái máy của mình sẽ là qua xăng. Không có ngăn chưa nghe thấy. Có chỉnh gì không? Lớn chị chạy. Này thôi. Chưa bật on, chưa bật on, bật cái công tắc on lên rồi kéo lên. Bật rồi, tắt lại. Kéo lên. Dạ.
anh chị ha. Và đây là gồm 6 món nè các anh chị. Bố đạn 25L, bánh lấy nước, chai nhớt thì đã được châm vào rồi, đầu máy. Và đây là dàn lát dài 2m3, chất liệu là bằng inox nè các anh chị. Thì đối với nguyên trọn bộ như vậy dành cho những anh chị mình xài dàn lát 2m3 thì chỉ với giá là 12.400.000. Và anh chị mình xài 2m thì là 12.200.000. Anh chị mình xài 2m5 thì 12.600.000 các anh chị. Giá này là em bao gồm phí vận chuyển cho các anh chị, đồng thời bảo hành máy là 12.000.000. IC bình xăng con sẽ là 1 tháng các anh chị. Để đặt hàng giống như trước đây bên em thì anh chị mình chỉ cần liên hệ vào số điện thoại ở trên màn hình của em là 0939333400 hoặc là 0923451926 thì bên Trung Tính Công Suất sẽ gửi đến nguyên trọn bộ giống vậy, y chang vậy gửi đến anh chị luôn. Và đặc biệt đây là sẽ là giá của máy chính hãng các anh chị. Anh chị mình ở gần ở xa khi mà ủng hộ máy của Trung Tính Công Suất thì hoàn toàn yên tâm về vấn đề chất lượng của máy luôn. Anh chị mình xem xong clip này nhớ bấm đăng ký và nút màu đỏ phía bên dưới video để ủng hộ kênh YouTube của em ngày càng có nhiều động lực quay những cái hình ảnh thiết thực cũng như là báo giá gửi đến các anh chị. Anh chị mình ở nhà xem miễn phí mà, nên là cứ ủng hộ kênh YouTube của em Trinh nha. Và sau đây thì em xin kính chúc tất cả các anh chị luôn thật là dồi dào sức khỏe để luôn đồng hành cùng Trung Tính Composite, một trong những nơi cung cấp phương tiện thủy cano, bo bo, vỏ lái xuồng, đặc biệt là những cái máy chính hãng. Sau đây là em xin chào ạ.